chiếc Lexus Pro CF phiên bản mẻo nha, có độ nhẹ nhẹ, độ cặp lông cặp lớp, cái nắp capo trước bằng carbon nhé, ống xả cho xe lên phía sau, ống xả nhé, không tiện rồi biển số nhé. V8 nha, cơ ngày siêu xe nhưng mà cánh gió thì chưa đẹp lắm, chưa độ cánh gió. Nếu mà xe của mình sẽ độ cánh gió, còn xe của người ta thì người ta tự độ. Xe của bạn của mình đó. Xem thử được bao nhiêu lượt xem để mình nói bạn review của mình về cái sơ sơ vậy đó.